Quỳnh Ngư xin được chào đón quý vị và các bạn đang trở lại với chuỗi 26 ngày để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Make We Inspiration. Tập ngày hôm nay của chúng ta sẽ đề cập tới cái chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái tiếng Anh, đó là từ R, chữ R. Và cái cụm từ mà Quỳnh Hương rất muốn lấy ra để muốn chia sẻ với các bạn đó chính là từ Real You. Bạn có nghe bao giờ chưa? Đối với các bạn nào mà đã từng học qua cái khóa căn bản quản trị cuộc sống với nhà Mê Quy, các bạn đã nghe Quỳnh Hương nói về chữ Real You này rồi. Real You chính là con người thật của bạn, là cái con người, không phải là cái tấm thân này nè, cái thể chất này hay là cái trí não này, mà nó chính là cái tần thức các bạn, đó chính là cái phần linh hồn, phần tâm thức, và nó là một cái phần không sinh không diệt, nó đi cùng với ta trải qua nhiều đời kiếp sống. Vậy thì ở đây nếu mà bạn nào vẫn cảm thấy trời ơi sao nó mơ hồ quá, thì Quỳnh sẽ mời cả nhà mình cùng nhìn vào trong cái biểu đồ sau đây ha. Đây là một cái biểu đồ gốc của Pythagore. Ở trong đó thì chúng ta thấy ha, trong chín cái con số này được trang đều ra, thì cứ ba con số thì sẽ được dàn vô trong một cái hàng, có thể là hàng ngang, hàng dọc và hàng xéo. Thì ở đây Quỳnh muốn nhà mình nhìn qua ba cái trục ngang, thì cái trục ngang nằm ở dưới cuối cùng đó là trục ngang 147. Đó chính là cái thể rất là cơ bản mà ai cũng có, sinh ra ai cũng có, khỏi cần học cũng có. Đó là cái phần thể chất của mình ha. Đây chính là cái cơ thể bằng xương bằng thịt này của mình đây. Rồi, cái thứ hai nữa là cái tầng trên cùng là tầng 369. Đó chính là cái phần trí não của mình đây ha. Và Quỳnh muốn nói với nhà mình rằng theo nhân số học Pythagore cũng như là một cái nền minh triết từ xa xưa, nó rất là tương đồng với rất nhiều những cái trường phái tâm linh cũng như là các đức tin và tôn giáo khác nhau đang tồn tại song song trên thế giới này, cho rằng con người mình thật ra không phải là cái thân này, cũng không phải là cái trí não này. Bởi vì nếu mà chúng ta là cái thân này thì chúng ta sẽ phải sống đời chứ. Đằng này cái thân này không có sống đời ha. Chỉ cần tầm 80 tới 100 năm rồi thì thân này cũng sẽ phải trả về lại với đất nước gió lửa, về lại với cát bụi mà thôi. Rồi thì khi cái tấm thân này buông xả xuống thì chỉ tầm vài chục phút sau thôi thì cái phần trí não này tan vào trong hư không. Có nghĩa là cái trí não này nó cũng không tồn tại mãi mãi mà nó đi kèm với cái thân này. Nhưng sẽ có một phần không có tan đi, đó chính là phần thức của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái trục 258, cái trục tâm hồn, tâm thức, tâm linh, nó mới chính là con người thật của ta. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Khi chúng ta sinh ra, chúng ta có cái thân này, nó lớn dần theo năm tháng. Chúng ta có tư duy để chúng ta hiểu biết được một vài những cái điều hay lẽ phải trong đời. Nhưng chúng ta đừng có lầm chấp rằng cái thân này là ta hay là cái trí não này là ta. Mà chúng ta sẽ hiểu rằng cái phần linh hồn hoặc phần tâm thức đó mới chính là ta thực sự. Và nó không có sinh ra, cũng không có mất đi. Và khi chúng ta đủ duyên đi đến với đời này thì chúng ta được vũ trụ cấp cho một cái phương tiện, chính là cái thân này. Cái thân này nó sẽ giống như một cái cổ xe ha, mà đi cùng với là cái phần linh thức của chúng ta, tức là phần ta thực sự, như là một ông chủ thực sự, phải không? Giống như người lái xe, phải không? Và chúng ta được cấp cho chiếc xe này để chúng ta lái đi trong đường đời này, để cho chúng ta làm nhiệm vụ chứ. Làm nhiệm vụ gì? Làm nhiệm vụ bắt đầu lớn mạnh, trưởng thành lên nè, học hỏi nè, vượt qua những cái bài thi khó và dễ của cuộc sống nè, lĩnh hội được những cái giá trị về tình yêu thương và sự tử tế nè. Rồi chúng ta một ngày nào đó học đủ rồi, chúng ta sẽ thanh thản buông cái chiếc xe này đi, chúng ta trả về lại và chúng ta trở về lại với thể real you của mình ha. Vậy các bạn sẽ hỏi, chiếc xe này làm sao? Chiếc xe này phải có xăng thì mới chạy được. Vậy trí não của chúng ta cũng giống như xăng thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Chúng ta sẽ phải duy trì cái chiếc xe này, tức là cái phần thân này đủ khỏe, giống như mình phải đi bảo hành, bảo trì cho cái cổ xe này hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, để đảm bảo cái cổ xe này luôn luôn ở trong một cái điều kiện tốt đẹp. Có nghĩa là chúng ta luôn phải khỏe mạnh, phải không? Và chúng ta phải có đủ xăng để cho chúng ta đổ vô, chúng ta chạy xe cho nó êm đẹp. Đó là chúng ta sẽ không ngừng gọi là học hỏi để cho tư duy của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tuy nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng cái con người thật của chúng ta, tức là phần tâm hồn của chúng ta, đó chính là cái phần được hòa quyện trên nền một cái thân thể khỏe mạnh và trí sáng. Quỳnh Hương gửi niệm lành cho tất cả mọi người, và ý thức về Real You sẽ giúp cho chúng ta không bị chấp vào trong cái chuyện là lo phục vụ tối ngày, lo ăn, lo mặc, lo
tất cả mọi chuyện gọi là cơm áo gạo tiền để lo cái phần này thôi. Mà chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta ăn sao cho no thôi, rồi chúng ta mặc sao cho ấm thôi, chứ đừng có phải là lo quá là cầu kỳ phục vụ chuyện ăn uống hay chuyện mặc đồ sao cho xa hoa cho đẹp với cái thân này ha. Và chúng ta cũng sẽ phải đôi khi phải biết buông xuống bớt những cái tư duy rất là lý trí của chúng ta để cho trực giác của chúng ta phát triển. Khi trực giác của chúng ta phát triển, như Quỳnh Hương đã nói ở trong một tập trên, đó là khi mà con người real you của chúng ta bắt đầu ngày một hiển lộ tốt hơn. Gửi niềm lành cho cả nhà và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các tập phát sóng sau nha.